Xin chào mọi người, những bé poodle của shop đang xuất chuồng đây ạ. Chưa tắm nha mọi người nhá, chưa giặt thôi. Đấy. Cái dòng poodle này là mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Nếu mà nhà mình ấy thì mình nuôi 1-2 bé ấy ạ, hay hoặc là nhiều bé hơn thì các bé cũng không có gì cái tình trạng là tranh giành lãnh thổ hay là cắn nhau đâu nhá. Đây là hai đàn khác nhau này mọi người này. Nhìn là biết hai đàn khác nhau bởi vì là thứ nhất là mình nhìn vào là màu lông đúng không mọi người. Đây bên tay phải đây là bé màu nâu đỏ này. Đấy, còn bên tay trái là bé màu trắng nhá, là bé lớn hơn đấy mọi người. Đấy. Nhưng mà ở cùng nhau như thế này không cắn nhau đâu. Thỉnh thoảng có hơi xô xát một chút. Nhưng mà không ảnh hưởng đến tình cảm nhé mọi người nhá. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Cái dòng poodle này là cực kỳ thân thiện này và cuốn người luôn, và đặc biệt là rất là yêu quý trẻ nhỏ luôn mọi người ạ. Đấy, nó cứ liếm láp mình như thế này luôn. Và cực kỳ trung thành luôn nhá. Thông minh nữa, cho gì ăn đấy, nói chung là em chưa thấy cái dòng cún nào ngoài chó ta ra thì poodle là một cái dòng cún mà dễ nuôi thứ hai luôn, không đòi hỏi mà ăn uống kén hay như thế nào đâu. Mọi người nuôi mà cho chiều hư các bé thì các bé mới kén ăn thôi, chứ ở đây shop em ấy cho ăn cơm không cũng ăn luôn, nói chung là không trừ một cái gì luôn đấy. Người ta thường bảo là chó không chê chủ nghèo đúng không mọi người, nên là mọi người nuôi từ bé như thế nào ấy thì là lớn lên các bé cũng thế thôi, các bé em sẽ hình thành được cái thói quen sinh học rồi ấy mọi người, quen với cái cách sinh hoạt ở gia đình của mình rồi thì các bé sẽ không hư đâu. Mình có điều kiện mình cứ chiều hư các bé thì các bé mới hay kén ăn hay làm nũng mọi thứ luôn ấy. Ý, sao hình một tí, trời ơi, từ lúc mà cứ muốn yêu thôi đây này. Rồi yêu thế, mấy hôm nữa tắm nhờ, nắng ấm lên mới tắm nhá. Giờ này có rất là nhiều khách, kể cả các anh chị ở trong miền Nam đi máy bay cũng cộng của bên em, rất là nhiều bé poodle luôn, các anh chị ở miền Bắc nữa, nhưng mà thời tiết lạnh quá nên là bên em chưa chuyển được. Đấy là mọi người thông cảm nhá, mọi người yên tâm là bên em cũng không muốn giữ cún ở lại làm gì đâu, bởi vì là giữ ở lại thêm ngày nào thì bọn em cũng kiểu như là cũng phải chăm sóc các bé nhiều hơn chứ đúng không ạ, chứ bọn em cũng có không lấy thêm tiền công chăm sóc hay là thức ăn gì cho mọi người cả. Bởi vì là cái thời tiết như thế này, thứ nhất là mọi người nhìn này, tắm còn không tắm được đúng không? Đấy, đáng lẽ là bé cực kỳ xinh luôn mà lại để cho thành lông bết như thế này, có ai muốn không mọi người? Đấy, em quay video em quay bé cún lông bết lên như thế này thì em cũng ngại chứ. Nhưng mà mọi người nhìn này, lông bết nhưng mà vẫn không che đi được sự đáng yêu của bé ấy, đúng không? Nhìn này, mặt gấu nhá, mắt to tròn xe này, mặt cực kỳ ngắn luôn. Những bé như thế này lớn lên ấy thì mõm của các bé không bị dài ra quá nhé, các bé cực kỳ xinh luôn. Đấy. Đấy, mọi người đừng thấy là tưởng ạ, không tắm này lông bết bẩn hôi như thế này nhưng mà không che đi được cái sự xinh đẹp và đáng yêu của bé ấy đâu nhá. Đây, bạn trắng đây cũng thế này. Đây, màu trắng này là màu khá là kén bởi vì là sẽ rất là dễ bẩn này. Đấy, bạn ấy chảy nước mắt ra với cả là đồ ăn nước uống này. Và rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi nữa, mọi người có thể liên hệ cho shop để biết thêm nhé. Xin chào mọi người, chào mọi người đi con ơi, đi.